Xin chào các bạn, có rất nhiều chiếc smartphone cấu hình cực kỳ là ok trong tầm giá. Nhưng mà hiện tại thì Mobile City vẫn chưa bán, chưa về hàng. Tại vì sao? Anh em biết mà, thường ấy Mobile City sẽ phải nhập một số lượng lớn một chút, thì khi ấy mới có một cái mức giá ok cho anh em nhá. Chứ nhập lẻ tẻ thì đắt anh em có mua đâu. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn này một vài những chiếc máy như mình nói rất là ngon trong tầm giá, nhưng mà hiện tại Mobile City chưa về hàng, sắp tới sẽ về. Cụ thể là những chiếc máy gì thì bắt đầu video nhá. Ok, đầu tiên trong video ngày hôm nay thì là một chiếc máy mà trong rất nhiều video của mình anh em comment quá trời luôn, IQ Neo 9F Pro Plus. Đấy, thực ra cách đây khoảng tầm 1 tuần thì mình cũng có một cái video đánh giá chi tiết chiếc máy này rồi. Bạn nào muốn biết kỹ thì có thể xem lại video đó giúp mình nhá. IQ Neo 9F Pro Plus ấy là một chiếc máy mình đánh giá trùm gaming tầm giá 10 củ nha. Tại vì sao? Hiện tại mức giá nó lanh quanh khoảng tầm 10 triệu mốt thôi. Các bạn sẽ có con chip Snapdragon 8 Gen 3 này, và thậm chí nó mạnh hơn cả chiếc K70 Pro nhá. Mạnh hơn và mát hơn. Đấy, cụ thể đi. Mình chơi Genshin Impact Marketing này, 20 phút, máy chỉ 41-42 độ C mà thôi, FPS thẳng tắp nha, toàn 5960. Trong quá trình chơi không có bất kỳ hiện tượng giật nào cả, kể cả khi mình mới chuyển map nhá, dịch chuyển ấy. Ngay sau khi dịch chuyển xong thì nó mượt luôn anh em ạ, không bị giật lag gì nha, cực kỳ là ok. Chuyển sang những map như kiểu là Sumeru rừng ấy, vẫn ok luôn, vẫn quẩy 5960, rất là ngon. Còn đối với các tựa game như kiểu là tốc chiến này, anh em chơi 120, PUBG chơi 90 thoải mái nha. Snapdragon 8 Gen 3 thì cân max setting vài năm không phải nghĩ. Ngoài ra thì chiếc IQ Neo 9F Pro Plus này, nó sẽ có màn hình 144Hz luôn. Đấy, các bạn chơi game bắn súng thì nó sẽ mượt hơn một chút so với cả 120. Pin của máy cũng rất là ok nhá, 5500 đi kèm với cả sạc nhanh 120W. Thậm chí cái phần vân tay bên trong màn hình của chiếc IQ Neo 9F Pro Plus ấy, nó rất là cao nha, như kiểu flagship vậy. Camera sau cũng ổn áp. Có chăng cái nhược điểm của chiếc máy này thì thứ nhất, cam trước nó sẽ chỉ là 30fps thôi, quay to top không ok. Khung viền của máy sẽ chỉ là nhựa thì không bền này, và cảm giác cầm nắm không quá sang trọng. Và thứ ba, cộng đồng người dùng của chiếc IQ Neo 9F Pro Plus thì nó sẽ chưa quá đông anh em nhé. Chẳng may anh em làm rơi sửa chữa máy nó sẽ khó hơn này, mua phụ kiện đắt hơn, và hỏi han về phần mềm máy thì cũng sẽ ít người dùng hơn. Nhưng mà thôi, đấy, nếu như em này về hàng một tầm giá 10 củ mốt ấy thì lại bán chạy ấy mà, trùm gaming luôn. Chuyển sang chiếc máy thứ hai rất là ngon nhưng mà hiện tại Mobile City cũng chưa về này. Đó là chiếc Realme GT 6 phiên bản nội địa Trung Quốc. Đây là một chiếc máy không mạnh anh em nhé. Tuy là Snapdragon 8 Gen 3 nhưng mà nó sẽ yếu hơn so với cả chiếc Redmi K70 Pro này, yếu hơn chiếc IQ Neo 9F Pro Plus đấy. Cũng chưa được Genshin Impact Marketing nhưng mà trong quá trình chơi ấy, nó sẽ bị tụt giảm nhiều hơn. Đây là một chiếc máy thiên về độ mát đi, tức là chơi game rất là mát nhưng mà đấy, FPS nó sẽ không ổn định nha. Nhưng mà ưu điểm của chiếc Realme GT 6 sẽ là gì? Thiết kế quá đỉnh luôn, thề luôn. Cầm chiếc Realme GT 6 rất là sướng nhá, khung viền kim loại này, đúng che này. Cá nhân mình rất thích thiết kế của chiếc máy này. Ngoài ra cái màn hình của máy cũng thuộc dạng là ao trình tầm giá. Chúng ta sẽ có một cái màn hình phẳng này, viền rất mỏng sexy, độ sáng lên tới 6000 nit LTPO, hiển thị tuyệt vời. Nói chung về cái mặt nhìn của chiếc GT 6 thì cá nhân mình thấy là đỉnh chóp. Ngoài ra thì pin của máy cũng rất ok nhá, 5800 đi kèm với cả sạc 120 này. Camera sau khá ngon, nhưng mà nhược điểm ấy vẫn là cam trước nha. Cam trước của Realme thì dù là flagship nó vẫn chỉ là 30fps thôi, anh em quay top top thì phải xem xét giúp mình nha. Và một trong những lý do mà khiến cho chiếc GT 6 chưa về hàng ấy, đó chính là vì chiếc máy này sẽ bị lock SIM tại Việt Nam anh em nhá. Khi về Việt Nam thì có hai cách giải quyết. Một là chúng ta sẽ unlock bằng code này, chi phí nó sẽ hơi cao. Hai là phải up ROM. Đấy, thì hiện tại bên mình cũng đang tìm cách để mà up ROM anh em nhá. Chung quy lại thì Realme GT 6 sẽ là một chiếc máy dành cho những bạn thích cái đẹp. Đấy, thiết kế đẹp, màn đẹp, camera sau ok. Chơi game nặng thì hơi đuối nhưng mà game nhẹ tập trung với cả dùng cơ bản ấy vẫn có là tuyệt vời nha. Rồi, đến với chiếc máy thứ ba đi. Thực ra là một vài sản phẩm, đó là bao gồm Red Magic 9 Pro này, 9 Pro Plus, 9F Pro và 9F Pro Plus. Đây thuộc dạng là đỉnh chóp của gaming phone rồi. Mặc dù Red Magic 9 Pro ra mắt rất lâu rồi nhưng mà hiện tại Mobile City vẫn chưa nhiều hàng nhá. Tại vì sao? Đấy, để mà có giá tốt ấy thì mình sẽ phải nhập số lượng lớn cơ. Mà hiện tại cái số lượng bán ra của chiếc máy này thì nó khá là nhỏ giọt anh em nhá. Nhập về thì một là chia không đủ, hai là cái mức giá nó sẽ hơi cao. Còn để mà xét về mặt chơi game thì những chiếc gaming phone này quá đỉnh rồi. Chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 8 Gen 3 cộng với cả 8 Plus Gen 3. Đấy, nâng xung, nâng cả CPU và GPU các bạn nhá. Hiệu năng thì đỉnh chóp thế giới rồi, khỏi bàn, mạnh nhất thế giới Android. Red Magic trước giờ là vậy mà. Cộng với cả hai chiếc máy này đều sẽ có một cái màn hình rất là phê. 4 viền mỏng này, đều nhau, 4 góc không bao cong, camera ẩn dưới màn hình.
Tốc độ cảm ứng lên tới 960Hz, chơi game cực kỳ mượt mà. Thiết kế thì có thể không quá hầm hố nhá, nhưng mà rất là tinh tế và mạnh mẽ, đúng nào, kiểu vung vắn ấy. Pin trâu, hai phím trigger chơi game ngon và rất nhiều tính năng hỗ trợ anh em chơi game sướng hơn nữa. Nói chung Red Magic 9 Pro thì trên kênh Mobile City cũng rất nhiều video rồi, anh em có thể xem lại nhá. Riêng xét về mặt chơi game ấy, chọn luôn không phải nghĩ, nếu các bạn đủ tiền, chỉ trừ những bạn hay coi video TikTok này hay video call thì xem xét giúp mình. Tại vì sao? Camera ẩn dưới màn hình nhá, vẫn là một rào cản rất là lớn. Đấy, tuy là có AI các thứ nhưng mà ảnh chụp ra, video quay ra ấy vẫn rất là xấu luôn. Rồi, đến với hai chiếc máy tiếp theo. Mình có máy để làm video rồi nhưng mà hiện tại vẫn chưa có máy bán, đó là chiếc Xiaomi Mix Fold 4 và Xiaomi Mix Flip. Cả hai chiếc máy này thì đều sẽ là những chiếc máy gập nha. Mà nhắc tới gập ấy, nó sẽ có hai vấn đề. Một là giá thành không rẻ và thứ hai nó sẽ kén người dùng, không thực dụng. Đấy. Hiện tại cái mức giá của Xiaomi Mix Flip thì khoảng tầm 21 triệu, hơn 21 triệu, còn Mix Fold 4 thì phải tầm hơn 30 củ anh em nhé. Mình sẽ nói trước về chiếc Xiaomi Mix Flip đi. Thì cái ưu điểm của chiếc máy này ấy, đó là cái màn hình ngoài của máy quá là phê luôn, ao trình phân khúc được chưa? So màn hình ngoài của chiếc Xiaomi Mix Flip này với cả Samsung thì thôi, Samsung nhìn như đồ chơi ấy. Chúng ta sẽ có một cái màn hình full viền này, bốn viền của nó sẽ hơi bo cong nhẹ nhá, rất là sexy, và thậm chí là một vài app được tối ưu cho cái màn hình này luôn. Tức là các bạn xoay nghiêng ra ấy, nó sẽ tự né cái phần camera đi nhá. Bàn phím mặc định của máy thậm chí khi các bạn quay đúng góc ấy, nó sẽ full màn hình luôn. Tuy nhiên, ngoài cái màn hình này ra thì Xiaomi Mix Flip chả gì nữa cả. Đấy, thậm chí là cái màn hình ngoài ấy, nó sẽ không dùng được tất cả các app nhá, chỉ một vài app mà thôi. Đấy, game không cài được này. Còn màn hình gập bên trong thì chả có gì cả. Tại vì sao? Phần mềm của Xiaomi chưa tối ưu tốt cho cơ chế gập này anh em nhá. Nói chung là nó chỉ có tác dụng là gập ra gập vào để to mới nhỏ thôi, chứ còn chả có cái gì gọi là animation hay là tính năng đặc biệt cho cơ chế gập cả. Đấy. Và thậm chí là hiệu năng của chiếc Xiaomi Mix Flip thì tuy là Snapdragon 8 Gen 3 nhưng mà sẽ yếu hơn so với cả những chiếc máy khác nhá. Gập mà, làm gì còn không gian để mà tản nhiệt đâu, đúng không? Còn chiếc Xiaomi Mix Fold 4 thì sao? Ưu điểm của nó là một chiếc máy gập nhưng có thể dùng như một chiếc máy bình thường nhá. Tại vì sao? Các bạn gập vào ấy, độ mỏng của nó chỉ dày hơn điện thoại bình thường một xíu thôi, một vài mm thôi. Cầm nắm rất thoải mái nhá. Cái màn hình ngoài thì tràn viền cong bốn phía này, cũng 120Hz, dùng không khác gì một điện thoại bình thường cả. Và khi mà mở ra thì đấy, bên trong sẽ có một cái màn hình to hơn, giải trí tuyệt vời hơn. Nhưng vẫn là vấn đề như vậy thôi. Cái phần mềm của Xiaomi thì ngoài việc có màn to hơn ra, chúng ta chả có gì cả. Đấy, như Samsung nhá, các bạn gập một góc 90 độ ấy, nó sẽ có dùng như laptop này, một cái thanh điều chỉnh nhạc này, điều chỉnh media các thứ. Còn Xiaomi thì không nha, gập vào chả làm gì cả. Đấy, thậm chí thiết kế của chiếc Mix Fold 4 thì hơi ngu cơ. Các bạn gập vào thì dùng cam trước hơi khó khăn. Đấy, tại vì cụm camera quá lồi, nó sẽ bị cập kênh. Và rõ ràng rồi, với cả chiếc Xiaomi Mix Fold 4 và Xiaomi Mix Flip ấy, đều sẽ gặp tình trạng là màn hình gập bên trong không quá nổi bật. Tức là sao? Cái nếp gấp của nó sẽ hơi rõ nha, nó không hơn mấy so với cả Samsung đâu, và thua rất xa so với cả nhà Oppo. Nên đấy, Xiaomi Mix Fold 4 với cả Mix Flip thì giá cao và phần mềm gập thì chưa quá tối ưu, cũng là một rào cản rất lớn. Ok, vừa xong là một vài chiếc máy mà mình thấy ngon này, nhưng mà hiện tại chưa bán tại Mobile City, sắp tới mới về nhá. Vậy thì các bạn thấy sao về những chiếc máy này? Các bạn mong chờ chiếc máy nào về sớm nhất? Comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên, link mua tại Mobile City những chiếc máy trên mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghi. Rồi xin chào, bye bye.